Có đẹp dễ sợ chưa? Nguyên cây này nó chín hết trơn rồi nè. Không biết là cắt cái đợt này nó ra trái nữa không anh? Sao không thấy bông biết gì trơn ạ? Chắc còn bông kia trên kia kìa. Đó, còn bông nhỏ nhỏ. Cho nên thôi mình cắt nó đi để cho nó cây nó có sức để nó ra bông, nó đậu trái nữa chứ. Này nó mang bốn trái này nó là nó mệt luôn, nó quải luôn á. Hai vợ chồng xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay đi làm về cái lập tức đi vô trong nhà thay đồ xong là đi ra ngoài vườn để mà thu hoạch mấy cái trái ớt chuông nè. Tại nó chín rồi, mình sợ cứ nương á là nó chín, nó héo luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ cắt ớt chuông, cắt hết nguyên hàng ớt này luôn nè, với lại khổ qua, vài trái mướp, với lại bí ngòi nữa. Mình có mấy loại ớt vậy em? Ớt chuông thì có hai loại, cam với loại màu đỏ nè, với lại ớt không cay, cái loại trái dài đó. Nhưng mà ớt này em biết ăn ớt không vậy? Sao không, ớt này đâu cay đâu anh. Ớt này mình thu hoạch vô cái mình có chả cá đó, cái mình dồn vô cái mình chiên. Dạ, dồn thịt ha. Dạ, yeah. Còn nếu không thì mình làm gì đó, bò xào lúc lắc vậy đó, bò lúc lắc rồi, anh bỏ này vô. Miếng trái nó to không anh? Nó to dài cỡ lòng bàn tay em luôn rồi nè. Wow. Đó. Ham chưa? Wow, một cây này là 3 trái, 4 trái. Đâu, 4 trái đó chứ. Sao em thấy nó cũng còn xanh à chứ anh? Ừ, nó cũng còn, nhưng mà vậy cắt được rồi em. À, mình cắt vô á là để 1-2 ngày là em nghĩ là nó đỏ luôn á. Ừ. Ham wow, dễ sợ. Trái này mới là... Trái này là em thấy nó ú nhất. Ú nhưng mà bù lại thì nó ngắn nha. Còn hai trái bên đây nữa nè, mấy trái bên đây cắt nữa. Luôn, em là phải cắt luôn tại vì nó... Ui anh ơi, cái nhánh này nó xà xuống nè. Anh coi nè, 4 trái. Một hồi coi nó nịch nó lại hay sao chứ thôi là em nghĩ là nó gãy nữa đó. Trái này là nó chín mà nó hơi đen luôn nè. Đó, ham ngon không? Lắm à. Đây nè, anh coi cái da của nó nè. Ừ, nó chín đó, cái là nó héo rồi sao không biết cái nữa. Tại này nắng nhiều quá, nóng á. Cái da nó muốn nhăn luôn, giống như nó già vậy đó. Già, da nhăn. Không, tại vì nắng đó em. Phải không? Nắng cái da nó bị ấy ha. Ừ. Không biết có thiếu nước không anh? Không đâu, tưới thường lắm mà. Rồi, mấy trái ớt đỏ của mình. Giờ tới ớt vàng phải không? Cái này cam chứ không phải vàng đâu anh ơi. Ồ, đúng rồi, màu cam. Ờ, cam á. Màu cam này anh thấy nó nổi hơn nè. Nó nổi hơn đỏ ha. Ừ. Đây, một cái trái này cũng nè, cũng da nhăn rồi nè. Wow, cái đó. Trái này nó bự hơn cái trái màu đỏ nữa nha. Cái màu đỏ thì cái dáng của nó dài, nó ngắn, dài nó ốm. Còn cái trái bự này á thì nó mập, nó lùn. diễn tả nghe hay quá. Anh biết tại sao trái này nó bị úng không? Tại nó nằm dưới gạch đó. Không, không phải, nó nằm ở dưới đất đây nè. Nó nằm vậy nè, rồi mấy con mà tròn tròn á. Ồ, nó bị thúi rồi đó. Nó rồi, cắn. Đứng rồi. Nó bỏ cắn ăn. Bỏ đi đừng. Ừ, bỏ đi. Thôi chắc hư rồi anh ơi. Ừ, bỏ đi. Bỏ đi. Rồi cho nên em mới bỏ nó lên trên đó đó. Wow, trái này là trái to. Trái này nhất nè, nó mới tròn nè. Đó. Này là to nhất nè. Đẹp ha. Chà bá lửa luôn. Chà bá lửa. Nhìn nó giống trái cà ha mày. Hai trái thằng đó là cam rõ ràng luôn á. Cam rõ luôn á. Coi nè anh. Ừ. Anh thấy không? Này nè. Wow. Anh thấy chưa? À, đẹp dễ sợ luôn á. Không biết ăn nó có khác nhau không? Thấy nhưng mà thấy là nó đẹp rồi đó. Thấy là đẹp mắt rồi đó, trái này ngộn. Ôi em ơi, hỏi trái dưa hấu gì mà giờ nó to dữ vậy ta? Nhưng mà không biết cỡ đó là mình cắt ăn được chưa chứ? Chắc có thể là chưa. Ai được đánh đâu. Hay định nó dỗ. Cứ ngày nào nó cũng ra đó, nó dỗ hết trái này tới trái kia. Anh em cắt cái trái giống này luôn hả? Ừ, cắt đi chứ nó lấy hộp lại. Được rồi ha. Ừ. Ở trên mé bên trên nó cũng có một trái nữa kìa. Đó, bên chắc... trong trái nữa kìa. Ừ, quá chừng trái. Khủng khiếp, cái trái khổ qua mà nó to như vậy nè. Wow. Dễ sợ không? Nhưng mà nó đẹp, màu nó đẹp ghê. Đẹp anh ha. Ừ. Cái này là khổ qua trắng đó. Rồi mình để giống cái nó chuyển qua cam vậy nè. Đẹp ơi là đẹp luôn cái màu. Dễ sợ đẹp luôn á. Như Hayden. Thôi con đi ra đi con, coi chừng kìa. Con đạp mấy trái dưa hấu của mẹ con ơi. Đó. Ây da da. Hôm nay mình thu hoạch nó màu sắc quá anh.
Trên đầu em có anh trái nữa, em cắt trước đi. Ồ dạ. Đó, mấy trái này ngon. Trái này chín nữa kìa. Lúc đầu á mình trồng mày cứ nghĩ là khổ qua trắng, em nghĩ khó đậu trái anh hả? Ừ. Ai về đâu á. Ừ mẹ vậy. Thấy rồi. Ai về đâu á, cái này á là toàn á là khổ qua trắng không. Hồi nãy bạn anh tới nhà anh cũng hái một mớ cho nó rồi đấy chứ, anh, trắng lắm. Khổ vàng khổ qua mà có trái mướp mà độc không? Ồ nó bồ qua tới đó là. Nè. Cắt luôn. Cắt em luôn. Hồi mình qua coi có trái mướp nào không? Hồi nãy anh cắt hả? Cắt mấy trái cho bạn anh hả? Ừ, chắc cũng 3, 4, 5 trái gì đó. Ờ, cắt cái này luôn. Đây nữa nè. Ui, ui anh ơi, đây nè. Trái nó to. Bò cho trong đây. Cắt trái này luôn. Mình được hai trái khổ qua trắng làm giống. Khổ qua trắng này nó đẹp quá. Ừ. Năm sau chắc em trồng nhiều dây hơn cho nó trái nhiều. Anh, năm sau anh nói anh làm hàng rào bên hông á, phải không? Ừ. Chắc em trồng nó thêm. Gì con? Ờ, chỉ. Hay đình chỉ hả? Chỉ ở đâu vậy? Hay đình đứng ở ngoài, hay đình thấy, hay đình chỉ mẹ cắt nha. Anh coi nè anh. Nhìn ở ngoài á em thấy ít mà sao mà vô đây thấy nhiều trái quá vậy nè chứ. Coi chừng đừng cắt dây đó. Mấy ngoài đây cũng còn mấy trái nữa nè. Ở ngoài cắt đây luôn. Em thấy có một trái mướp đó nè, một trái mướp với lại một trái khổ qua bự đó. Để em cắt luôn. Mướp nãy anh cắt cũng 5 trái cho bạn anh rồi. Không biết còn bao nhiêu trái đây. Cũng còn được nồi canh. Bên đó nữa kìa. Thấy hèm không? Nè Đinh ơi, con cầm cho mẹ để trong cái rổ cho mẹ nữa con. Anh cái trái dưa hấu này em nghĩ nó đẹp rồi anh ơi, cắt bỏ đi. Em cắt em xẻ ra thử coi nó cỡ nào. Này. Ồ, nó đẹp rồi. Nó đẹp mà nó vậy đó hả? Hãy lên chụp. Cái, chụp hay hãy lên. Sao vậy? Chụp. Nè hay đi. Nè anh coi nè, nó núp nè. Nó núp lùm hả? Đó. Để đỡ đây đi. Cái trái khổ qua nè. Đó. Ngon chưa? Chịu khó đi ra ngoài đây dạch dạch là có à. Trên vàng nữa nè đó đi. Wow. Đó. Hai trái mướp, hai trái khổ qua nữa. Rồi. Này kho chắc cũng có cả nồi kho chay nữa. Em mới kho rồi hôm kia rồi, chắc nay chị nấu canh ăn thôi. Còn đây trái nữa muốn hái luôn không? Có không? Đây nè. Đâu anh, cái trái nào anh nói anh? Bên đây nè. Ôi để em cắt mấy cái trái đây cái nè. Ồ bên đây nó còn nữa nè em ơi, còn khổ qua đen nè. Đây nè. Khổ qua đen. Nè, có khổ qua xanh chứ. nhớ trồng trắng với lại nhớ lại xanh thôi mà. Ủa sao đâu ra cái khổ qua đen nữa, hết hồn á. Ý lộn. Đây hả con? Ừ để hồi mẹ qua mẹ cắt cái đó con đây. Nhỏ. Wow, cái này cái gai nó nhiều quá nè. Nhìn thấy cái trái vậy hấp dẫn ha. Hết chưa? Đây nè còn trái nữa nè, còn trái khổ qua trắng nè. Nhỏ không anh? Để anh. Cắt một lứa cắt nó luôn cắt à? Luôn đi. Ừ. Ôi xong. Xong rồi. Bội thu hôm nay là bội thu luôn. Cái rổ bây giờ nó nặng quá rồi. Cho nên là nhờ anh Long ảnh khiêng ra chứ không thể nào khiêng nổi. Anh ơi em còn mấy trái bí vàng này kia nữa, chắc em cắt luôn anh ơi. Sẵn cái này còn mấy trái nữa em cắt luôn thôi. Đâu hết rồi mà. Dưới đây nè. Dưới đây nó còn nè. Ừ. Ồ nè, mấy cái nè. Trái này anh cắt bỏ anh ơi. Không mấy cái trái đó chưa đâu anh kệ đây đi nè, đây nè. Thôi để đó. Nhiều quá để dành mình ăn nữa. Ở đâu bự đâu. Ôi cha ở đây một trái nó bị anh làm giống thì cắt luôn đi. Thôi anh cắt đi, trái này làm giống là cắt được rồi. Đây nè. Trời ơi. Nãy nó đi chiên thịt phải không? Ừ. Đứng gần đó đi nghe cái mùi thịt chiên. Tại chưa tắm á. Giống như nguyên cục thịt chiên mà đứng gần mình. Đây cắt mấy này luôn hay đây nè. Wow, trong đây nó cũng còn trái nhiều lắm nha. Đi là đây đang coi có trái bí nào không cắt luôn. Ê con. Ừ mẹ biết rồi. Mẹ biết cái trái dưa hấu đó là bự rồi. Ngày nào Hay Đình cũng ra cũng ngắm nghía mấy trái dưa hấu hết á. Ừ. Hình như được một trái vàng trái xanh nè anh ơi. Cắt đây luôn nè. Hả? Ừ cắt luôn. Nè, một trái xanh đây nè anh.
thấy rình nó cứ ôm trái dưa hấu nữa đó. Hình như hôm nay mình chưa ăn cái loại bí này phải không? Có, em có nướng, em có nướng ăn á. Ủa, đây nè, một trái vàng nữa nè. Nướng nhưng mà anh có ăn chưa? Chưa, em ăn không à. Trời ơi. Chơi vậy chơi với ai? Chơi vậy chơi với ai? Được một trái vàng nữa. Ai biểu đi làm rồi ở nhà buổi trưa nướng ăn rồi. Nhưng mà ngon không? Nó ngọt anh, nó ngọt cái nó thơm. Dạ. Wow. Anh ơi, cái sợi dây này anh nới, anh buộc cái xích lên trên ngọn, lên nịch lên anh. Để đây em. Trái nó giống như nó dợp vậy. Không không. Không không phải. Ôi ôi coi nè, hôm nay mình bội thu luôn không? Quá chừng một rổ luôn đó đi ơi. Ơi em ơi, có mấy trái dưa nhỏ nó ra nữa nè. Sao dưa này gì mà sao nó ra trái hoài vậy? Đâu, ra gì ra nữa hả? Đây nè, 3-4 trái đây nè, mới lật lên coi nè. Ôi ôi, nó ra kiểu này đường nào ăn cho nổi. Ây da, em nghĩ cái trái này chắc không mấy quá. Ừ, trái đó em cắt đi bỏ ha. Đi. Ừ. Để thôi nó nuôi tội nghiệp đó. Ừ. Nhìn thấy cái dáng là em biết rồi. Người ta nói mấy cái trái dưa non nấu canh ăn anh. Hãy vô thử nấu canh. Em chưa thử bao giờ. Hãy ba trái này vô nấu canh thử. Ôi, uổng thôi. Ô đây nữa anh, đây trái rồi nè. Trái nhỏ ra nè. Cả đống. Sao mà nó ra gì dưới vậy ta? Ừ, thấy nó không tàn nổi. Hai cái trái này, cái trái này, cái trái này là cái dáng á, là em nghĩ là ok. Nó ra, nó ra gì mà cả đống. Đừng tưới nữa. Đó, một ngày đi ra vườn của hai vợ chồng. Thu chỉ một buổi chiều thôi chứ đâu phải một ngày, một buổi chiều sau khi đi làm về là chạy phân ra vườn. Ồ, cái này có ớt nữa nè, em hái ớt này luôn. Cắt luôn hả? Ừ. Cắt luôn không? Cắt không. Tùy à. Tùy à. Thôi cắt luôn đi, anh cắt luôn không? Ok. Có cái kéo. Chứ nó chín rồi đó. Ờ thì nó chín rồi. Chờ một chút. Cái kéo như em để chủ qua cắt mấy trái bí ngồi rồi. Trời ơi, nó chín đến nỗi mà nó mình bóp của nó, mình bóp cái trái nó dợp dợp luôn á. Có một miếng vườn cái hai chồng lo trồng hết cây này tới cây kia để ra thu hoạch, thích ghê chưa? Rồi hái luôn ha. Cắt đi anh cắt đi. Mấy cái ớt này em thích kho đồ ăn á. Cái mình để vô nó thơm lắm anh. Ừ. Mà không có sợ cay. Còn mình bỏ mấy cái ớt kia nó cay quá, mấy đứa nhỏ ăn không được. Thấy ham không? Cái ớt này năm nay hình như nó to hơn năm rồi. Nó em thấy cũng vậy mà. Thấy trái nó to. Cũng nhiều ha. Em à. Em đem vô em rửa, em bỏ tủ đá, mỗi lần nấu ăn em bỏ vô em kho. Hoặc nấu canh hầm xương rồi nó bỏ vô nó thơm lắm. Hay Đình ơi, mẹ đang đứng, mẹ ngồi, mẹ quay đã đi cắt. Hay Đình đứng che, che diễn viên chính rồi. Vô viên. Hay Đình vô viên. Hay Đình. Rồi thôi, bây giờ hai chồng sẽ đi vô để ăn cơm chiều. Cho nên là cũng tạm ngưng cái video ở đây nha. Bye bye đã đi. Bye. Bye.